Xin chào cả nhà. Đây là chạm của máy ấm Hoa Hồng Đen. Thì bạn này tối qua bị mắc bé xong rồi nè. Nó là người ta bán xuống dưới Bình Long. Thì Hoa Hồng Đen có mua được bé này đăng lên Facebook. Thì không biết sao bạn này biết được có liên hệ với máy ấm. Thì em nói đi, em mắc mấy giờ? Em mất tại chung cư Bình Nhân 91. Em mất lúc 8 giờ 34 phút. Có camera ghi lại. Rồi hai bạn em bé mắc. Rồi sao em biết là chị đang giữ? Em có đăng lên hội nhóm tất lạc chó mèo của Hồ Chí Minh. Thì cũng có một bạn nhắn tin qua là bên chị đang có giữ bé, liên lạc với chị là gặp được bé. Lúc đó là em có nghĩ là đúng bé của mình không? Tại em có thấy hình ảnh chị đăng không? Em có được cáp màn hình qua của cái từ một bạn ở trong hội lạc chó mèo. Em nhìn cái này biết ngay, tại vì biết là nó đúng không? Ê bông, tên bông hả? Dạ tên bông trắng mà tên bông ta. Dạ bông nó đang trắng. Lên giống á. Dạ nó không đậu được mấy lần rồi. Nó đang lên giống mấy lần nó không đậu. Hôm qua nó rớt máu nhiều lắm, em cũng nghĩ vậy mà cho nó đi mà nó cũng không đậu, không biết. Đây đó, là bé Sam mà bị lùng. Cái mặt á thì con mặt con Sam, còn cái mình thì mình cũng cho Nhật đó. Thì bây giờ cái bé này là chị mua 2,5 triệu, thì em trả lại cho máy ấm là 2,5 triệu, em nhận bé về. Ở đây là xác nhận đúng chủ là chị mới cho nhận về. Thì trong cái camera mà em gửi cho chị thì chị thấy có một bé nhỏ ôm nó đi, thì giờ chính xác là nó rồi đó. Thì bây giờ đây trước cửa máy ấm Hoa Hồng Đen cả nhà. Đó, Hoa Hồng Đen nhắc lại là tất cả các bé cứu ở máy ấm Hoa Hồng Đen đều tới trước cửa chạm nhận hết. Hoa Hồng Đen không giao chó ở bên ngoài, không mua bán ở bên ngoài, không cho tặng ở bên ngoài. Coi như là nếu như là chủ cũ thì tới đây đúng chủ xác nhận là cho nhận lại và trả lại tiền cho máy ấm. Ngoài ra không có giao dịch, bất cứ giao dịch nào ở bên ngoài cũng không kêu chuyển tiền trước. Trong cái cuộc gọi, trong cái tin nhắn, chị có bao giờ yêu cầu em chuyển tiền trước hay là cọc gì không? Dạ không ạ. Hay đó. Thì đó là vậy. Thì để mọi người coi những cái video mà Hoa Hồng Đen cho nhận lại á, mình cảnh giác để mình rút kinh nghiệm ha. Hoa Hồng Đen không bao giờ kêu đặt cọc tiền hay là gia hẹn ở đâu để giao chó. Rồi bây giờ là mình giải quyết cho bạn này nhận lại bé của mình ha. Bé bông. Bông. Cô kêu kìa bông. Trắng tươi vậy đó mà đặt tên bông. Đó, bà gai đó, Đó, cái nó có sợ ai đâu, nó không sợ ai chứ. Đó. Cưng không? Cái đây bể bay đó, thấy chưa, fan tao rồi phải không? Fan trời ơi, mày fan đã biết phải không? Cho đi ăn cỏ đi, cho đi chơi đi đó. Sam Sam Lai giống gấu mình quá ta. Ở đây thấy dám hết trơn rồi, đừng lo tiếng hết trơn rồi đó, đẹp không đó. Cũng giang hồ lắm đó chứ, lầm đi đi đó, chú Quốc nào cũng hay á. Rồi về nhà nha, về nhà nha con. Cho kìa, các bạn thấy ghét không, nó ngồi kìa trời. Ngồi thấy ghét không, ngồi cái kiểu kìa. Về nhà nha, đi về nhà nha, sau một đêm mình đi bộ, bây giờ mình về nhà nha con. Rồi, vậy với chú cũ.